một mùa thi đại học đang tới gần. Đối với nhiều bậc phụ huynh, tấm bằng đại học trở thành mục tiêu cao nhất, thậm chí là con đường duy nhất họ đặt ra cho con cái mình, ngay cả khi tấm bằng đại học đó không phải do năng lực học tập đem lại. Đây, bảo con trước đây đã. Thế nào? Anh có nghe lời tôi không? Con đã bảo là con không muốn học đại học chỉ vì cái danh, con muốn đi học nghề và đi làm luôn. Nghề, phát đấy. Xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là tình huống của camera giấu kín được đưa ra trong ngày hôm nay. Một ông bố khao khát con mình sẽ phải có một tấm bằng đại học để làm nở mày nở mặt. Còn với quan điểm của người con, xã hội bây giờ chỉ cần có nghề chứ không cần một cái bằng rỗng. Vậy thì ai sẽ là nhân vật được đồng tình trong chương trình ngày hôm nay? Xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo chân camera giấu kín tìm hiểu quý vị nhé. Ngày hôm nay, hai diễn viên của chương trình sẽ cùng thực nghiệm tình huống trước những nhân vật được lựa chọn ngẫu nhiên. Anh ngồi đây, tôi chuyện này. Ngồi đây. Con đã bảo bố rồi, con học có được đâu. Thi đại học con làm sao mà thi đỗ được. Không học bây giờ phải học, bố lo bằng tiền cơ mà. Bố xin cho con việc xin hay không là do bố xin cho. Ra trường bố xếp việc cho. Học đại học mất 4 năm, 4 năm đấy lãng phí không? Trong cái thời gian đấy con đi học nghề, con đã đi ra ngoài xã hội con kiếm tiền được rồi. Ôi trời ơi, có cái bằng đại học đấy, mày làm được không làm tao quan trọng, tao xin việc cho. Thì mày sẽ tìm được vợ Hà Nội, muôn đăng hộ đối. Không à, bố được con vợ rồi, thì khổ cả đời đấy con ạ. Con đi học đại học con lấy được vợ thạc sĩ. Có cái bằng đại học, khoe với con cái mày, khoe với vợ mày, mày dạy con cái tử tế, có sướng không? Tao mong mày vào đại học mày không làm được, mày làm cái trò chúng gì, có chứ có được chúng gì. Thế như thế thì bố phải tôn trọng con đường của con chọn chứ. Phải bằng đại học. Bây giờ bố muốn con như nào nữa? Bố muốn con học đại học. Mình quyết chẳng được không hả? Hả? Bác tỉnh tím à? Là em ấy đang học này gì lắm. Chỉ tranh thủ nghỉ chân giữa trời nắng nóng hay mua vội cốc nước mát mang đi, nhưng họ vẫn bỏ thời gian để tham gia vào cuộc tranh luận cùng hai bố con. Phải chăng thi đại học luôn là chủ đề nóng, thu hút sự chú ý của nhiều người? Thì em sẽ đi làm thợ cũng rất là tốt thôi. Trong trường hợp gia đình nghèo khó vất vả, phải lòng làm một năm ra trường kiếm 3 triệu, 4 triệu để nuôi sống bản thân mình. Gia đình mình không có nền tảng thì không nên như thế. Chị bảo này, không thích học trường đấy, em cứ thi đại học đi, mà không? Em vẫn cứ thi nghề đi. Em học, em thi cả mấy trường, vào hồ sơ bọn chị em thi mấy trường một lúc luôn. Em mà đỗ được đại học thì em đi học đại học. Nếu mà em thi đỗ được thì đã đành. Nhưng mà em phải thi, nó ra đến kỳ thi đâu mà em phải sợ. Đỗ bằng lo trả hết tiền. Em chỉ thích chạy trò thôi, chạy trò xong rồi vào trường em có học được đâu. Thiếu tự tin ấy, trong cuộc sống bây giờ những người ta còn khó khăn, người ta rốt cấp mấy, người ta còn vẫn học được cái này. Chẳng qua người ta không có cửa để vào trường. Mình chẳng thấy cái gì mình không làm được trong cuộc sống thì chẳng làm được gì cả. Mà mình nghĩ là cái gì mình có thể làm được, khó chỗ nào thì mình gặp người tư vấn mình sẽ làm được việc đấy. Mặc dù có vẻ không quen biết nhau từ trước, nhưng quan điểm của hai nhân vật này có khá nhiều điểm tương đồng. Vẫn phải nên đi học đại học. Em cứ đừng nghĩ ra học cái gì làm cái đấy. Tất cả đại học đây là đang không ai em tìm người nào làm đúng ngành cả. Thế nên em cũng mong học xong cơ khí, trung cấp cơ khí một năm đấy. Và em cũng tưởng tượng rằng 2-3 năm sau em lại làm đúng ngành. Tình huống tiếp tục được thực hiện ở một địa điểm khác. Bằng học, mày lấy cái bằng đại học, học giỏi hay học rốt tao không biết, tao xin được cho mày. Nhưng tao sẽ khoe với họ hàng tao là mày có con học đại học, tao sẽ mở mày mở mặt ra. Về cổng làng đã sướng rồi. Này anh về anh cứ bảo con nó nhẹ nhàng thôi. Con thích học nghề. Thích hay không thích, mày phải nghe lời bố mẹ. Anh cái này anh không về, anh phải mất lỡ cơ hội xong về suy nghĩ tiếp. Nhưng mà phải nghe lời bố chứ, thì không nghe lời bố. Theo em ở ngoài em có nghĩ này, tức là cháu nó có cái hướng của nó,
thế là bác cứ là khăng bắt nó đi thi hướng đấy, mà nó cố tình nó không đi thì cũng lại dở hơi đấy, cho nên là cháu cũng lên suy nghĩ về bố góp ý. Người phụ nữ này lại có một quan điểm khác hơn. Cho dù người bố cố thuyết phục nhưng có lẽ không làm cho nhân vật thay đổi suy nghĩ. Sau đấy thì nó đi học, nó vừa học vừa làm, nó có cái bằng được. Thế còn cháu thì cũng phải cố gắng lên, bởi vì đấy ở quê người ta như thế, dòng họ cháu như thế. Thế thì để đấy cho cháu nó có cái ý, nó thi cái gì tùy nó. Với cháu thì cháu là còn trẻ, bác cũng khuyên rằng là cháu cũng phải phấn đấu là có cái bằng. Thế mà còn trước mắt là cháu có cái này thì cháu đi học, thì là cháu sau đấy rồi cháu học nghề người ta cũng cấp chứng chỉ cho mình của bố. Chứng chỉ những cái nghề một năm ấy bố xấu hổ lắm, bố thích con có cái bằng đại học cơ. Chứ còn vì phải học lên, phải học, có học thì mới có biết. Vâng, cảm ơn chị lắm. Tình huống tiếp tục được thực hiện ở một địa điểm khác, khu vực gần các trường đại học. Bây giờ bố bắt con học đại học không? Ra chắc thì đã xin được việc. Có cái bằng đại học ấy thì tao xin việc cho mày. Rồi mày chọn vợ cũng dễ, bốn năng hộ đối, không vớ vẩn à. Cặp con vợ nhố nhăng thì khổ cả đời chứ con ạ. Nó để cho bà cho em nói dần dần. Bây giờ cho nói chú này nhá. Thường là trong nhà nói nó lại không nghe. Nhưng bây giờ chú cứ để cho bạn bè hoặc là người ngoài góp ý thì nó lại lúc đấy nó mới lại nhận thức được. Bây giờ người ta học đại học người ta còn xin được việc đâu. Bố em ấy bây giờ có tuổi rồi. Ông thì là ông không tiếc cái 4 năm của em. Ông thì anh già, ông còn chưa biết sống bao nhiêu lâu. Nhưng mà bây giờ em cứ nói là cái 4 năm nó không quan trọng. Em làm được thì sau này tốt cho em thật. Còn cái ý của em thì cũng đúng thật. Tại sao bây giờ nó thật cái nhu cầu Hà Nội này thì cho nó chú là đúng thật bằng mẹ. Bằng mình bằng đại học bây giờ đầy. Bắt lại muốn có cái bằng đấy, tự như thế thôi. Còn cũng cậu đã xác định là làm được cái gì đâu anh. Tôi thích thế đấy, mình già rồi mình không được học hành, giờ ước mơ có một đứa con học đại học. Cô nói thì cũng đúng, đến cha mẹ hai như thế là tốt. Cái thời buổi bây giờ ấy thì dĩ nhiên là nó khác với cả những năm về trước, có thể không cần phải đại học vẫn kiếm được tiền rất là nhiều. Nhưng nếu chúng nó có là cha là mẹ chúng nó mới thấu hiểu rằng bố mẹ nào cũng ước mơ cho con là có một cái bằng đại học. Bởi vì nếu mà không có điều kiện thì thôi, chú bắt nó vào thì nó gặp một tháng, hai tháng thì nó lại bỏ, lúc đấy chú mệt lắm. Nhiều nhà con rồi chú ạ, cho nó vào học 3 tháng xong nó con nó chơi bời điện tử, nếu xong nó nghỉ được hơn một năm rồi bố mẹ mới biết là nó không đi học. Đấy là cháu khuyên thật chú. Còn đây là mày nguyện vọng của mày thích cái gì, ta mày thì nó thích nào học nghề thì có khi chú bắt nó không học nhưng mà nó vẫn chơi chưa học, nó vẫn giỏi. Như này cho nói chú là cái xã hội bây giờ nó thực tại, nó thực tế lắm. Đâu phải là phải bằng với cấp. Chú nhìn thấy những người người ta thành đạt thành công người ta bằng cấp gì. Nhưng quan trọng nhất sau này làm sao tương lai còn dài, 5-10 năm sau này nó về, những thằng đạt đại học về này kia chú chắc nó đã là bằng được nó để vấn đề lo gia đình cuộc sống mọi thứ đầy đủ. Còn bây giờ đã là thanh niên mà ép nó không thích thì sao mà làm được. Cháu là người ở trong Nha Trang, ngày xưa cháu đi học gì cháu cũng rất là thích học vì ông bà cũng không có tiền cuộc sống như lại, cháu nghĩ là bây giờ học hành thì cũng nghĩ như nó. Cháu ra Hà Nội là 12 năm rồi, cháu cũng tìm kiếm một cái nghề. Bây giờ cuộc sống của cháu cũng trôi chảy bình thường, cháu vẫn lo được cho gia đình, vẫn vợ con đàng hoàng, mọi thứ. Đâu phải là cái hướng vẫn tự hào đi học hành, vẫn tự hào được với cháu. Bây giờ cháu về quê cháu đã cháu mua những cái thằng nào mà đi học đại học chú như ba mẹ cháu. Khi nào muốn con cái sau này làm nhà nước ổn định, sau này về quê về lương hưu có lương hưu. Các tình huống của camera giấu kín đều phản ánh các vấn đề chân thực của xã hội. Chính vì vậy, chương trình luôn nhận được chia sẻ rút ra từ chính cuộc sống của những nhân vật tham gia. Nó nói là ý là như thế, nó muốn là một năm hai năm nó sẽ lên một cái hướng. Vâng, đây chỉ là một tình huống của chương trình Camera Giấu Kín. Xin cảm ơn các nhân vật đã tham gia chương trình. Mình thấy rằng là mình cũng không hoàn toàn ủng hộ cái ý kiến của người bố mà mình muốn là thuyết phục để cho mọi người theo cái sở thích của em đấy. Chúc là cái câu chuyện này là mình chẳng ủng hộ, chẳng đồng tình ai. Nghĩa là mình chỉ theo hướng của cái suy nghĩ người con, bởi vì mình cũng là người con mà. Anh ủng hộ ý kiến của em là công việc cứ làm theo cái gì mình đã thích, cái ngành học do mình học quyết định chứ bố mẹ không thể quyết định. Bố mẹ không thể nào nái được con cái được. Cái quan trọng là bây giờ phải cho ý nghĩ của anh em mình. Như anh em mình là thời đại mới mà, năng lực của mình cảm thấy mình học được cái gì thì mình sẽ học. Theo quan điểm của anh thì là không phải là học trường nghề, học đại học, mà quan điểm của anh là thế hệ trẻ nên tiếp thu để có nhiều kỹ năng trong cuộc sống hơn. Đấy, cái đấy là cái quan trọng nhất. Khi có kỹ năng trong cuộc sống rồi thì ta có thể làm những
cái việc gì mà ta yêu thích thì sẽ phát huy được. Bây giờ cái quan điểm bây giờ thanh niên bây giờ hiện đại bây giờ nó thực tế, nó nhìn thấy, nhìn nhận từ bạn bè, từ xã hội, từ phương tiện đại chúng thì nó thấy là cái công việc nào nó phù hợp, có thể kiếm được ra nhiều tiền, nó linh động được cái bản thân nó thì nó cứ thế mà nó làm. Chứ đâu cần thiết phải áp đặt một cái việc gì, áp đặt làm sao được thanh niên. Bây giờ bố mẹ nó làm sao mà nghe lời được như ngày xưa được. Ra bây giờ thì học là một chuyện nhưng mà thực tế đấy là một chuyện ấy. Đi làm thì hầu như đa phần là mọi người không làm đúng cái ngành nghề của mình. Nên là mình vẫn khuyên em là nếu mà em thích cái gì thì em cứ làm theo cái thích sở thích của em hoặc là cái khả năng của em ấy. Thì mình nghĩ là nó sẽ có thể thành công hơn. Bởi vì thực ra là có nghề thì cũng sẽ không lo phải không có việc làm ấy. Nên phải có bên thứ ba là tư vấn về nghề nghiệp trước khi quyết định. Bởi vì phần lớn như bọn anh đã trải qua, phần lớn thế hệ trẻ Việt Nam mà không được định hướng tư vấn về nghề nghiệp. Nên hôm nay bạn ấy quyết định thế nhưng không nói rằng là một khi bạn học rồi năm sau bạn ấy lại bỏ đi, tự nhiên sẽ lãng phí rất nhiều thời gian của tuổi trẻ. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, kiến thức do sách vở tạo nên, còn tri thức do trường đời mà có. Xin được chúc tất cả các em học sinh sẽ có một kỳ thi đại học thật thành công và lựa chọn một công việc phù hợp với năng lực và đam mê của bản thân. Còn bây giờ thời lượng của Camera Dầu Kín đã hết. Xin kính chào và hẹn gặp lại.